Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Wanbi Legion, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thiết vô cùng thú vị trong Wanbi. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, sẽ bao là thông tin nhanh Wanbi chapter mới. Theo đó thì mới đây, nhà cung cấp thông tin BB cũng đã có những thông tin cơ bản đầu tiên của chapter 1129. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Theo đó thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có tên tiêu đề của chapter. Trang bị của chapter tuần này tiếp tục loại cover story về chuyến hành trình của Yamato tại đất nước Wano. Vậy là sau khi gặp vua chó Inurashi thì Yamato đã đến gặp cô bé Otama và Shinobu tại ngôi làng Amigasa ở Kuri. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Chúng ta thấy vị đại thần mặt trời đã chặn băng hai tặc của Rơm bằng một tấm lưới sắt nhưng không được, vì đôi cánh của vua hai tặc tương lai là Zoro và Sanji đã phá banh chặn cái lưới đó bằng những chiêu thức mạnh mẽ. Trong khi đó thì Nami vẫn đang sử dụng tấm băng đồ để mô tả được hình dạng của vương quốc Lego. Vậy rồi sau đó chúng ta đến với một đoạn hồi tưởng ngắn. Theo đó thì vị đại thần mặt trời đã đuổi theo nhóm Luffy, chính là Rock, một thành viên của băng hải tặc cự nhân do Haradin làm thuyền trưởng, và đây chính là người đã xuất hiện ở trang bìa của chapter 898. Và Haradin là một thành viên của hạm đội Blue Rome. Theo đó thì Rock đã không đồng ý với quyết định gia nhập hạm đội Blue Rome của Haradin. Sau đó là một đoạn hồi tưởng về con tàu Sunny. Theo đó thì con tàu của băng hải tặc Blue Rome đã đi qua một khu vực được gọi là sương mù gây ngủ, và đây chính là lý do vì sao cả nhóm đã bất tỉnh. Và đúng lúc đó thì con quạ Mugen xuất hiện ở chapter trước đã gắp được con tàu Sunny bay đi và đưa đến vùng đất này. Để đầu của chapter, Nami và Zeus kết hợp tấn công người khổng lồ Rock bằng một tia sét lớn, còn Luffy thì đập vỡ bức tường bằng kỳ 4. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết đòn tấn công đó như thế nào, nhưng với kích thước của một người khổng lồ thì rất có thể đây sẽ là một đòn tấn công kết hợp cực mạnh của Nami, tương tự như đòn tấn công mà Nami đã sử dụng với Big Mom tại đòn bánh trước đó. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng, tuần sau Wanbi tiếp tục của chapter mới, chapter 1130. Trên đây là một vài thông tin nhanh của Wanbi chapter 1129. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.